Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ác liệt ở dọc chuyến tuyến miền Đông và Nam Ukraine, đặc biệt ở tỉnh Donetsk. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 4 tháng 3, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Ukraine ngăn chặn 41 cuộc tấn công của Nga theo các hướng thành phố Liman, Bakhmut, Avdiivka và làng Novopavlivka đều ở Donetsk. Ukraine cũng chặn hai cuộc tấn công của quân Nga ở tả ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson, theo hãng thông tấn Ukrinform. Theo bộ này, tổng cộng có 63 trận giao tranh diễn ra trên tiền tuyến trong ngày. Ngày qua, không quân Ukraine tấn công 8 cứ điểm và một trạm điều khiển mặt đất cho máy bay không người lái UAV của Nga. Lực lượng tên lửa Ukraine tấn công 8 mục tiêu của Nga, gồm một khu tập trung quân sự, một hệ thống phòng không và 6 đơn vị pháo binh. Còn lực lượng phòng không Ukraine phá hủy một tên lửa dẫn đường KH-59 của đối phương. Ngày 4 tháng 3, ông Dmytro Likovy, người phát ngôn nhóm quân Tavria của quân đội Ukraine chiến đấu ở phía đông và nam nước này cho biết, lực lượng Ukraine đã chặn bước tiến của Nga ở một số khu vực phía tây Avdiivka. Nga chiếm được thành phố này vào tháng trước, theo tờ Kyiv Independent. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Likovy cho biết Ukraine đã cố gắng ổn định tình hình và làm chậm bước tiến của Nga gần các làng Novoselivka, Berdychi, Tonenke, Bovomaiske và Nevensky ở phía tây Avdiivka. Nga kiểm soát một phần Berdychi và Tonenke, nhưng lực lượng Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ của mình, gây tổn thất đáng kể cho đối phương, ông Likovy cho hay. Cùng ngày, trả lời phỏng vấn truyền thông phương Tây, ông Likovy nói rằng Moscow đang củng cố lực lượng để chiếm làng Novomykhailivka gần thành phố Mariinka, Donetsk, nơi đã trở thành một trong những khu vực nóng nhất của mặt trận. Mỗi ngày, ở Novomykhailivka có nhiều cuộc tấn công hơn ở khu vực Avdiivka. Ví dụ, ngày 3 tháng 3 có 20 cuộc tấn công ở khu vực Avdiivka và 30 cuộc tấn công ở Novomykhailivka và vùng ngoại ô ngôi làng này, ông Likovy cho biết. Quân đội Nga cũng đang tập trung tiến đánh gần thành phố Chasivya nằm ở phía tây thành phố Bakhmut thuộc Donetsk. Theo quân đội Ukraine, Nga coi Chasivya là cứ điểm quan trọng để tiến xa hơn tới các thành phố Kostiantynivka, Kramatorsk và Sloviansk. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 4 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga tiếp tục chiếm được nhiều địa điểm và vị trí thuận lợi hơn ở khu vực Avdiivka. Quân Nga gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho nhiều lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Novoselivka, Mayos, Berdychi và Rozovka đều thuộc Donetsk, theo hãng thông tấn TASS. Tổng cộng ở những địa điểm này, Ukraine mất 490 lính, 2 xe tăng, đáng chú ý là có 1 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, 4 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép và 12 xe cơ giới. Cạnh đó, một số hệ thống pháo của Ukraine cũng bị phá hủy, gồm một pháo tự hành Akacia, MSTAB, Govorkivka và 3 hệ thống pháo D-30. Cũng ở hướng Donetsk, tại gần các khu định cư Kleschevka, Khodiyumovka, Georgievka và Maximilianovka, Nga tấn công khiến một số lữ đoàn Ukraine chịu thiệt hại. Tổn thất của quân đội Ukraine tại những khu vực này là 360 lính, 2 xe bọc thép chở quân, 1 bệ phóng tên lửa đa nòng Grad, 1 khẩu pháo FH-70 do Anh sản xuất và 1 khẩu pháo MSTAB. Tại thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, lực lượng Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật và tiêu diệt khoảng 160 lính Ukraine, 3 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo MSTAB. Tại tỉnh Kherson, quân Nga hạ khoảng 85 lính Ukraine và 3 hệ thống pháo do Mỹ sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không nước này bắn hạ 81 UAV của Ukraine trong ngày. Phát biểu tại lễ hội thanh niên thế giới được tổ chức tại thành phố Sochi, Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nói rằng Nga không tìm cách mở rộng biên giới thông qua việc chiếm đóng. Ông cũng khẳng định cuộc xung đột Ukraine hiện nay là phản ứng của Nga trước những hành động khiêu khích từ phương Tây, theo đài RT. Ông Medvedev cũng nhấn mạnh rằng Ukraine là một phần không thể thiếu trong đường biên giới lịch sử và chiến lược của Nga, và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi điều này sẽ thất bại. Theo ông,
Nga không cần đất của người khác nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ đất của mình, và lãnh thổ của Nga mở rộng đến các khu vực thêm lục địa ở Bắc Băng Dương. Theo hãng thông tấn Uriform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, chỉ trong ngày 3 tháng 3, các lực lượng Nga tổng cộng 5 lần dội tên lửa, 44 lần không kích, 54 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Tổng cộng có 68 đợt giao tranh giữa hai lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sivechina và Slobozhanchina, miền đông Ukraine, quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Quân Nga tiếp tục các hoạt động phá hoại, trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine từ lãnh thổ Nga và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod giáp với Ukraine. Hơn 30 khu định cư biên giới Ukraine bị pháo binh và súng cối của đối phương tấn công, chủ yếu ở các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv. Tại thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, quân Nga 9 lần tập kích các vị trí của quân Ukraine ở các khu định cư Sinkika, Tabayka. Quân Nga bắn pháo và súng cối vào hơn 10 khu định cư ở Kharkiv trong ngày qua. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Ukraine đẩy lùi 52 đợt tiến công của quân Nga, gây ảnh hưởng tới hơn 60 khu định cư trong tỉnh, chủ yếu ở các chiến trường chủ lực Bakhmut, Avdiivka, Liman. Tại tỉnh Zaporizhia, quân Nga tập trung không kích vào khu vực gần các làng Vekhinia, Tesa và Robotai. Khoảng 20 khu định cư ở tỉnh này nằm dưới hỏa lực pháo binh và súng cối của quân Nga trong ngày qua. Tại tỉnh Kherson, các lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí tập kết ở phía tả ngạn sông Dnipro, song không thành công. Thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh cùng tên, bị dội pháo nhiều lần trong ngày 3 tháng 3. Theo Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, chỉ trong một tuần qua, quân Nga sử dụng gần 400 quả bom lượng, hơn 50 máy bay không người lái UAV, Shadow và hơn 40 tên lửa chống lại Ukraine. Không quốc gia nào ở châu Âu có thể một mình đương đầu với áp lực như vậy. Ông Zelensky nói, kêu gọi các nhà lãnh đạo và tổ chức quốc tế phải đáp trả cứng rắn hành động của Nga. Theo hãng thông tấn TASS, tại Kupiansk, các lực lượng Nga đẩy lùi 5 cuộc tấn công của quân đội Ukraine, hạ khoảng 35 binh sĩ và phá hủy nhiều khí tài quân sự của đối phương. Các khí tài này bao gồm 2 phương tiện cơ giới, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo phản lực M198 do Mỹ sản xuất và 1 pháo phản lực D20. Lực lượng Nga ngày qua đẩy lùi 3 cuộc phản công của quân Ukraine và cải thiện các vị trí của họ ở tiền tuyến Donetsk. Quân Moscow hạ khoảng 500 quân đối phương tại mặt trận Donetsk. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng gây tổn thất lớn cho Ukraine về khí tài, bao gồm một hệ thống pháo cơ giới Acacia, một pháo tự hành D-20, 2 hệ thống pháo cơ giới Vodika, một bệ phóng pháo đa nòng Grad và một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng, hệ thống phòng không của Nga phá hủy 38 UAV của Ukraine trên không phận bán đảo Crimea trong đêm 3 tháng 3. Đêm qua, nỗ lực của Kiev nhằm tấn công vào các mục tiêu của Nga bằng 38 UAV đã bị ngăn chặn. Các hệ thống phòng không Moscow loại bỏ tất cả UAV nói trên khi chúng bay vào không phận Crimea, theo bộ này. Nhìn chung, trong ngày 3 tháng 3, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 143 UAV Ukraine, tính cả số UAV ở Crimea bên trên. Trong ngày qua, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 2 rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, 143 UAV, bao gồm UAV loại Bayraktar TB2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Các lực lượng Nga phá hủy hơn 14.000 UAV của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, theo Bộ Quốc phòng Nga. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.